Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, chuyển nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe Mercedes EQS 500 SUV. Đây là một cái chiếc xe điện hoàn toàn 100% và thiết kế 7 chỗ full size các bạn. Thì với chiếc xe EQS 500 SUV này thì vừa rồi Duy đã quay review rất là kỹ cho các bạn xem rồi. Và ngày hôm nay Duy sẽ cho các bạn xem những cái điểm mà rất là đặc biệt trên các chiếc xe EQS 500 SUV này. Đó, và lý do tại sao là chúng ta nên sở hữu cái chiếc xe EQS 500 SUV này ngay nha. Với chiếc xe EQS 500 SUV thì sở hữu một sức mạnh lên đến là 449 mã lực và 858 Nm/m. Thì với cái sức mạnh như thế này các bạn, đây là một cái chiếc xe sở hữu một cái sức mạnh coi như là cực kỳ lớn luôn. Nó phải lớn tương đương với những cái chiếc xe được trang bị cái động cơ 8 máy 4.0 hoặc là 5.0 lít luôn. Đó, thì các bạn biết rồi, những cái chiếc xe mà được trang bị những cái động cơ lớn như vậy thì thường là cái giá nó rất là đắt luôn, bởi vì là khi mà về Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều những cái loại thuế. Và thông thường thì các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz hoặc tất cả những hãng xe khác bây giờ hầu như đều bán những cái chiếc xe có công suất thấp hoặc là những cái động cơ từ 2.0 hoặc là 3.0 thôi. Đó, bởi vì là cái mức mà đánh thuế cho động cơ 2.0 nó cũng sẽ khác, 3.0 cũng sẽ khác, hoặc là 4.0 hoặc là 5.0 nó cũng sẽ khác rất là nhiều. Đó là lý do tại sao hiện tại bây giờ Mercedes-Benz cũng như là các thương hiệu xe khác ở Việt Nam đều bán những cái chiếc xe mà có công suất khoảng thấp hoặc là có những cái động cơ nhỏ như là 2.0 hoặc tối đa là 3.0 là cùng thôi. Chẳng hạn như bên Duy sẽ có như là S450 Luxury nè, GLS 450 nè, hoặc là GLE 450. Còn ngoài ra thì những cái chiếc xe được trang bị cái động cơ 8 máy các bạn thì nó phải như là G63 hoặc là GLS 600. Thì các bạn biết là những chiếc xe đó thì có mức giá rất là cao, phải trên 10 tỷ đồng đó thì chúng ta mới có thể là sở hữu được. Đó, trở lại với cái xe EQS 500 SUV này, một cái chiếc xe điện 100% luôn, nhưng mà khi mà chúng ta lái chiếc xe điện này thì chúng ta cho một cái cảm giác lái giống như chúng ta đang lái một cái chiếc xe sở hữu cái động cơ 4.0, 5.0 lít hoặc là động cơ tới V8 luôn, hoặc là hơn thế nữa. Nhưng mà với cái giá mà chúng ta mua cho chiếc xe EQS 500 SUV này thì nó có khoảng 5 tỷ đồng thôi. Còn nếu các bạn hình dung, nếu xe này mà được gắn cái động cơ V8 lên và động cơ xăng truyền thống á, thì khi về Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ không có cái giá tốt như thế này đâu. Đó là một cái lý do mà làm cho cái phần giá xe của chiếc xe EQS 500 SUV này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, thì chia sẻ với các bạn luôn, thì với cái những cái thị trường ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Mỹ các bạn, thì giá của chiếc xe EQS 500 SUV này nó phải đắt hơn cái chiếc xe GLS 450 ha. Nhưng mà khi mà về Việt Nam á, thì lăn bánh hết tất cả mọi thứ á, thì có thể là chiếc xe EQS 500 SUV này nó rẻ hơn, thấp hơn so với lại cái chiếc xe GLS 450 lên đến là gần 1 tỷ đồng luôn ha. Đây là một cái giá mà coi như rất là đáng cân nhắc. Lái chiếc xe EQS 500 SUV này có sướng không các bạn? Thì đối với những cái dòng xe đua, những cái dòng xe hiệu suất cao thì các bạn sẽ thấy là động cơ thông thường được là đặt ở giữa, cũng như đặt rất là thấp, trọng tâm của chiếc xe thấp để giúp cho cái chiếc xe đi ở tốc độ cao nó sẽ đầm chắc hơn, cũng như là khi mà chúng ta vào cua ở tốc độ cao thì nó cũng sẽ ổn định hơn và dễ lái hơn cho cái người điều khiển. Trở lại với cái chiếc xe EQS 500 SUV này, đây không phải là một dòng xe đua, nhưng đối với cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì được trang bị một cái hệ pin rất là lớn và nặng khoảng tầm hơn 800 kg, và đặt ở dưới sàn xe và đặt ở một cái trọng tâm rất là thấp luôn, cho nên là khi mà chúng ta lái cái chiếc xe này thì nó cho một cái tỷ lệ mà phân phối về trọng lượng các bạn, nó sẽ rất là tối ưu luôn. Cho nên là khi mà chúng ta lái cái xe EQS 500 SUV này, nó sẽ khác rất là nhiều khi chúng ta lái những cái chiếc xe động cơ xăng và đặt ở trước, hay những cái chiếc xe SUV đặt ở trước, cảm giác lái rất là khác nhiều luôn các bạn. Đó, nếu các anh chị các bạn nào mà muốn lái thử cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì có thể liên hệ với Duy ha, và bên Duy có xe lái thử cái dòng xe này, các anh chị lái đảm bảo các anh chị sẽ rất là ngạc nhiên luôn. Các bạn biết rồi ha, những cái anh chị khách hàng mà mua những cái chiếc xe đắt tiền cao cấp như thế này thì có thể nói là không quan tâm nhiều đến phí nhiên liệu thì không đúng nha các bạn nha. Đó, hiện tại bây giờ các bạn thì các anh chị đó đã sử dụng rất là nhiều những cái chiếc xe rồi, và có thể nói là trải nghiệm rất là nhiều thứ rồi, cho nên là cái việc bây giờ các bạn thì tiết kiệm vẫn là một cái yếu tố mà có thể nói là cũng rất là quan tâm ha. Đối với cái chiếc xe EQS 500 SUV này, do chúng ta xài điện, ta chỉ sạc tại nhà thôi, cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển hàng ngày trong thành phố thì có thể là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng cái chiếc xe này mà đi loanh quanh ở cái mức là từ nhà đến công ty, hoặc là đi đưa rước những đứa nhỏ trong nhà, hoặc là sử dụng giống như là một cái chiếc xe hàng ngày ở di chuyển ở một cái khoảng cách khoảng đâu đó khoảng 100, 200 hoặc là 300 km thôi, thì Duy nghĩ là rất là tiện luôn nha, rất là tiện và rất là tối ưu luôn.
Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ngoài những cái về công suất của động cơ, ngoài về cái tiết kiệm nhiên liệu, về tiết kiệm về chi phí vận hành, thì chiếc xe EQS 500 SUV này chúng ta có thể nói là một chiếc xe rất là tương lai và sở hữu hầu như những cái công nghệ gì mà tối ưu nhất cũng như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là không gian lái của chúng ta có một cái không gian nó rất là đẹp và rất là hiện đại luôn các bạn nha. Thì EQS 500 SUV được trang bị cái màn hình Hyper Green. Đây là một cái màn hình có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những cái chiếc xe mà Di đã từng thấy luôn, và cho một cái trải nghiệm khi mà chúng ta dùng những cái tính năng và chúng ta dùng những cái ứng dụng trên cái màn hình này thì nó cho một cái trải nghiệm nó rất là thích luôn, rất là thích và rất là mượt mà luôn các bạn nha. Rất là mượt mà luôn. Tiếp theo nữa thì đối với chiếc xe điện này nó sẽ được trang bị một cái tính năng rất 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 là hay luôn, đó là cái tính năng Energizing Comfort, một cái tính năng mà có thể nói là rất là nhiều các anh chị khách hàng coi như là bị bỏ qua, không có coi như là chú ý nhiều, nhưng mà với tính năng này rất rất là hay luôn. Một tính năng giúp cho người ngồi bên trong xe và làm cho cái người chủ nhân của chiếc xe nó cảm thấy coi như là thư giãn và rất là thoải mái. Các bạn hình dung nếu mà chúng ta lái xe hàng ngày cũng như là khi mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta trở về trên một cái chiếc xe của chúng ta vào ban đêm ha, thì chúng ta cần một cái không gian nó phải thật sự đúng ý của chúng ta ha. Thì đặc biệt là đối với chiếc xe EQS 500 SUV này, nó có rất là nhiều những cái hiệu ứng để làm cho cái người chúng ta cảm thấy thoải mái ha. Thì Duy sẽ nói sơ qua cũng như là nói đơn giản cho các bạn hình dung ha. Thì đèn led, đầu tiên là đèn led nè, thứ hai là tính năng xịt nước hoa thông minh nè, thứ ba là ghế massage nè, thứ tư là những cái hiệu ứng trên cái màn hình này nè, và thứ năm là cái hệ thống âm thanh. Thì năm cái yếu tố đó nó sẽ hòa quyện với nhau, nó kết hợp với nhau để tạo cho cái không gian bên trong xe này nó làm cho cái người ngồi bên trong xe cảm thấy rất rất là thoải mái ha. Bây giờ Duy sẽ mở vào cái nhà mở cái tính năng là mưa mùa hạ. Đây là một cái hiệu ứng tiếng mưa, tiếng sấm chớp ha, và tiếng nước chảy ha, cũng như là hiệu ứng loang lổ như những cái vệt mưa nó chảy ra trên cái màn hình này, làm cho cái không gian bên trong xe của chiếc xe này buổi tối thì nó rất là đẹp các bạn ơi, rất rất là đẹp luôn. Một cái tính năng mà Duy nghĩ là các anh chị các bạn nào mà đã thích cái dòng xe này hoặc đang sở hữu cái dòng xe này thì có thể sử dụng cái tính năng Energizing Comfort này thử nha. Một tính năng mà Duy rất là mê luôn. Thực ra để nói nhiều về cái mẫu xe EQS 500 SUV này thì Duy sẽ để cho các anh chị các bạn có thể là đến trải nghiệm trực tiếp các chiếc xe EQS 500 SUV này tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, cũng như là lái thử các chiếc xe này để các anh chị các bạn tự cảm nhận nha. Để biết thêm chi tiết về những cái mẫu xe Mercedes-Benz cũng như là dòng xe EQS 500 SUV này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.